Vâng, xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Shop Bạc bên nhà mình. Hôm nay thì Shop mới ra lò một cái mẫu dây mới, dây ống cực kỳ là to và hoành tráng nhé. Thì Shop quay để cho các bạn xem. Nếu như mà anh em nào mình ở xa mà các bạn đang có nhu cầu cần tìm một cái sản phẩm hàng đẹp, và đặc biệt là đang cần tìm một cái dây ống nhé mà đeo nhìn nó to hoành tráng, thế thì các bạn hãy tham khảo ngay cái mẫu này. Cái sản phẩm mình đang quay cho các bạn xem đây là một cái mẫu thiết kế mới. Cái điểm nhấn ở đây nó chính là cái đốt nhé, cái đốt rồng này đấy, và kết hợp với nó là ba cái mắt quả ngắn đấy, thì nhìn nó rất là hài hòa và cực kỳ là đẹp. Trên cái ống rồng này nhé thì nó có thiết kế hình hai con rồng đấy, các bạn nhìn nhé, mỗi một nửa cái ống này là một con rồng. Mình gọi cái ống này là ống song rồng đấy, tức là trên mỗi một cái ống là có hai con rồng thì gọi là song rồng đấy. Thì đây là một trong những cái thiết kế phải nói là vô cùng là xuất sắc. Cái dây này thì cái ống này thì nó có cái độ to tầm 12 ly nhá. Đấy thì mình nói như vậy để các bạn hình dung được cái độ to đấy của cái dây mà các bạn đang xem đây. Trọng lượng dây này thì tầm độ 5 cây 8, độ dài là 61 phân. Thì cái này thì nó có độ to là không đổi nhá. Nên mình nếu như bạn nào mình làm dài ngắn hơn thì các bạn sẽ cái trọng lượng nó sẽ xê dịch nhau thôi, còn cái độ to là không đổi. Đấy, vì vậy mà bạn nào mình thích cái dây tầm độ 5-6 cây mà lại thích cái mẫu dây ống đeo to thì các bạn hãy tham khảo luôn cái mẫu này. Đấy, đây là một cái mẫu thiết kế mà khi ra sản phẩm mình cũng rất là ưng nhé mọi người nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Dây này thì em khách này em mới không làm khóa nhé, mà mình em mới yêu cầu là làm hàn kín luôn. Đấy, tức là làm một cái thành một vòng tròn luôn, và khi mà đeo vào thì chỉ cần chui đầu thôi nhé. Đấy, và không dùng nữa thì nhấc ra đấy là xong. Thì thường là những cái sản phẩm mà đeo to nhé, thì khách bên nhà mình là cũng rất là nhiều anh mình đặt cái kiểu như vậy, tức là làm dài ra và mình chui đầu đấy, không sử dụng nữa thì mình nhấc ra bỏ ra là xong thôi, thì nó cũng sẽ rất là tiện đấy, cực kỳ là tiện luôn mọi người nhé. Không phải mất thời gian mở khóa. Còn những anh em nào mình đeo ngắn ấy, thì đeo với mặt nhé, thì bắt buộc là phải làm ngắn và mở khóa. Đấy thì với cái mẫu dây này thì anh em nào mình thích mặt nhé, thì các bạn có thể là kết hợp thêm một cái mặt nhé, một cái mặt hình tròn đấy, mà hoặc là một cái mặt hình chữ nhật cũng được, hình rồng đấy thì sẽ rất là ok. Bên nhà mình thì mình có một cái mẫu mặt là hình rồng, có cái độ to đường kính tầm độ 7 phân rưỡi nhé. Đấy thì các bạn mà kết hợp với lại cái dây này thì phải nói là vô cùng là hoàn hảo đấy, thì thành một bộ thì rất là xuất sắc và đeo nhìn nó rất là ngầu mọi người nhé. Đấy thì những cái mẫu dây ống ấy thì thường là cái trọng lượng tầm độ 1 đến 3 cây là nhiều, còn những cái mẫu mà to to như này thì cũng không nhiều lắm đâu mọi người nhé. Đấy, đặc biệt là cái mẫu dây mà nó có thiết kế hình rồng mà lại đẹp xuất sắc như này thì mình cũng không có nhiều đâu. Đấy, thì bạn nào mình yêu thích thì các bạn có thể là tham khảo mẫu này nhé. Đấy thì bên nhà mình là mình chuyên cái sản phẩm hàng đẹp, và khi mà mọi người đặt hàng là mình mới làm nhé. Đấy, vì vậy mà các bạn có thể là làm theo yêu cầu được. Cái này thì có độ to không đổi, nhưng mà nếu như bạn nào mình thích nhiều cái ống rồng này nhé, đấy thì mình sẽ làm bớt cái đốt ngắn này đi đấy, thì để tăng cái đốt ống dài này lên thì mình có thể là bỏ một cái đốt ngắn này đi, thì kết hợp hai cái đốt ngắn cùng một cái đốt rồng dài đấy. Hoặc là có những anh em mình thích chỉ xen kẽ một cái mắt ngắn một cái mắt dài thôi, thì mình đều nhận làm theo yêu cầu như vậy nhé. Đấy, bởi vì bên nhà mình là mình làm hàng đặt, các bạn đặt đơn thì mình mới làm đấy, sẽ làm theo cái yêu cầu của mọi người về cái việc mà các bạn muốn mắt dài nhiều hay là mắt ngắn nhiều đấy, và làm theo cái độ dài mà mọi người mong muốn nhé. Đấy, vì vậy mà các bạn hoàn toàn yên tâm là khi mà các bạn đã tìm đến những cái sản phẩm bên nhà mình thì chắc chắn là các bạn sẽ đặt được một cái sản phẩm mà bạc đẹp. Đấy, thứ hai nữa là đúng theo cái nhu cầu của mọi người. Đấy thì Shop Bạc bên nhà mình là mình ở Hải Dương mọi người nhé. Mình có nhận ship toàn quốc đấy, và mình chỉ có làm hàng đẹp thôi. Vì vậy mà anh em nào mình ở xa mà đang cần tìm cái sản phẩm bạc đẹp thì các bạn có thể là tham khảo những cái mẫu bên nhà mình đó, và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo. Bên nhà mình còn rất là nhiều những cái mẫu mình sẽ quay cho các bạn tới đây nhé. Đó thì mình hôm nay là lên một cái mẫu mới như này quay cho các bạn xem, thì rất là hy vọng là các bạn sẽ yêu thích nhé cái mẫu mới này. Đấy, và bạn nào mình cần tư vấn thì các bạn có thể là liên hệ với mình
qua cái số điện thoại ở dưới nhé, mình sẽ tư vấn. Hoặc là các bạn cần xem thêm mẫu thì mọi người kết bạn Zalo, mình sẽ gửi mẫu cho các bạn xem qua Zalo nhé, và tư vấn báo giá cho mọi người. Thì mình xin dừng cái video này ở đây. Một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.